Chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, hôm nay nhà em lên cho các bác một con giải mã, vâng. Giải mã đời cao đấy, con L7TX. Con này nó thật các bác, nó hơi tiếc một chút là đây này. Nó bị sứt góc này. Đấy. Nó hơi bị sứt góc một tí. Đấy thì em xả luôn, giá rẻ nhá, bán nó rẻ luôn. Giải mã vẫn bình thường con nhá, tức là về cái hình thức thôi. Con này chỉ là, tức là nó về hình thức thì nó hơi bị một xíu thôi, chứ còn về chất âm rồi giải mã thì nó chả ảnh hưởng cái gì các bác nhá. Không hề ảnh hưởng cái gì. Đấy là em nói luôn như vậy. Đây, hiện tại thì em kết nối sẵn là đây là gì ạ? Đây là cổng AV này để cắm máy tính điện thoại này, còn đây là đường quang này. Đấy. Đấy. Ngoài ra bác nào làm công suất như em đang đây này, công suất thì em đang ghép loa này. Đấy. Các bác có thể cắm thêm cả súp này. Đấy. Nói chung là con này đời cao lắm, nó nhiều cái hay lắm các bạn. Nó đời cao mà thì nó rất nhiều cái hay. Của mỗi tội là cái hình thức của nó thì nó hơi bị một góc chút kia một xíu đấy. Thì em cũng nói luôn. Bởi vì các bác biết rồi, hàng bãi này thì chả có cái gì phải giấu cả đúng không ạ? Càng giấu càng chết, thật em thật. Đấy, sự thật thì hơi mất lòng, nhưng mà mất lòng trước được lòng sau. Thà cứ nói toẹt ra cho nó nhanh. Đấy, ví dụ nó bị cái này cái nọ cái kia cho nó nhanh các bạn, chứ còn cứ kiểu quay vớ va vớ vẩn xong rồi. Ví dụ nhá, em giấu giấu dưới em quay này thì các bác sẽ không biết được, à đấy chỗ này nó xước, chỗ này chỗ kia nó bóc, chỗ kia nó hỏng, cái kia hỏng cái nọ, quay như vậy nó thuộc dòng kiểu bán hàng lừa dối các bạn. Mà hàng bãi này em thật các bác là càng lừa dối càng chết, bán là gì thì bán, cái khác thì em không biết, nhưng mà riêng bán hàng bãi nhá là cứ phải nói thẳng nói rõ nói thật đấy. Bởi vì là có thể bác A này bác không mua này, nhưng bác B bác mua được, bởi vì bác B bác không cần quá hình thức, bác chỉ cần giải mã là ok. Đến bác C bảo ui giời, anh đơn giản mà, anh chỉ cần cắm điện thoại được, anh không cần phải giải mã. Đấy, thì có những con nó về nó không giải mã được, nó chỉ có điện thoại thì em bán giá điện thoại thôi. Đấy, thì chung quy lại một câu là gì? Bán gì thì bán, nhưng mà cứ phải nói rõ. Đấy, được chưa ạ? Rồi. Đây thì AV điện thoại em cắm đây nhá, quang em cắm nhá. Đây, quang về các bác cắm đúng nhà em này, giải mã thì cắm đúng nhà này nhá. Đấy, con điện thoại cắm nhà cho em này. Rồi. Cầu loa bác nào làm cầu loa thì kẹp vào đây, còn bác nào mà làm cầu ghép thêm súp thì cắm súp vào đây. Đấy. Đấy. Còn phía trước ở đây thì nó có cổng line các bác này. Đây này. Nó có một cái cổng line phía trước này. Cổng này thì các bác có thể là cắm Bluetooth hay là mua các thiết bị Bluetooth trên thị trường bé bé như này, cắm vào đây cũng được, hoặc là các bác có thể là cắm jack 3.5 hai đầu. Đấy. Màn hình cái thứ này các bác này, đẹp lắm. Này volume có giải LED. Đời cao mà các bác. TX mà các bác thử search xem bảng chữ cái thì TX nó là như nào đúng không ạ? Rất là cao. Đấy, màn hình quắc xanh, volume có cả giải LED đây. Tuyệt vời lắm các bác. Đấy, cơ CD thì vẫn ra vào, tuy nhiên em test thì mắt nó hơi kém rồi. Đấy, các bác biết rồi, hàng này thì mắt CD mà đây thứ nào nó kém là bình thường đúng không ạ? Còn được còn không là bình thường. Đấy. Đây. Em thật quá chỉ tiếc mỗi cái chỗ này. Hơi xíu này. Về các bác có thể lấy cái gì đắp vào cho em tí nhá. Còn không thì giả mã để nhanh cho chả cần đâu. Đấy thì thôi giá con này thì em xả luôn cho các bác là 1.080.000 nhá. Đấy, 1.080.000 xả luôn. Còn con này bình thường các bác biết rồi. Giá là 1.450.000. Bình thường giá sẽ là 1.450.000. Đấy. Tuy nhiên thì thôi, em nó bị nhảy thôi em xả luôn nhá. Còn chức năng thứ các bác yên tâm nhá. CD giải mã là bình thường. Đấy, và máy bên trong mọi thứ nó còn từ bên kia về nhà y chang như vậy luôn. Đấy, không hề động chạm, không hề sửa chữa. Còn nếu em sửa chữa thì em sửa luôn cái CD cho nó nhanh. Đúng không ạ? Em sửa luôn cái CD xong rồi để bán nó giá được cao, nhưng mà em sửa để làm cái gì? Tại vì nhiều bác giải mã cần CD đâu. Đấy. Rồi, em test nhạc các bác nhá. Đây. Đấy, điện thoại đây các bác này. À, em lại cắm cổng âu bảo sao. Đấy, cắm nhầm cổng này, cổng ra các bạn. Còn cổng vào nó ở đây này. Con này ra nó có hai cổng vào, hai cổng các bạn nhá. Em đang ghép vào đôi loa Pala này. Đấy, bát 16 các bạn nhé. Ghép vào đôi loa bát 16, 3 đường tiếng. Oh,
Vậy gì này? Đây điện thoại, còn các bác mà thích nghe đường quang là chuyển cho về chế độ digital. Rất là hay các bạn. Giải mã 24 bit đấy các bạn, không phải kiểu dòng vớ va vớ vẩn đâu. Đấy, hàng này là hàng chuẩn đấy các bạn. Nghe sướng lắm. Dạ vâng, đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. N7TX, vâng, em xả luôn cho các bác cho cuối chiều hôm nay. Nói thật các bác này, em ra em quay cho các bác xem hàng hóa này. Này. Mời các bác ra cùng em này. Đây là sáng em gửi một đợt rồi, còn đây là buổi chiều hôm nay. Đấy, đây. Tại vì khách vừa vào cũng chưa đi gửi được. Đấy. Hàng hóa đều đóng thùng xốp này hết các bác nhá. Đấy, đều đóng thùng xốp hết này. Đây. Đấy. Đấy, đều đóng thùng xốp hết các bạn. Đóng thùng xốp đàng hoàng này. Còn cái kiện kia là gửi về cho bác ở Thanh Hóa này. Đấy. Đấy. Thì em xong video này thì em cũng phải đi gửi hàng các bạn. Đấy, nên là bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Giá có 1080 mà con giải mã này ngon lắm các bạn. À. Đấy, đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác. À, số điện thoại lên đặt hàng thì alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Hay là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Vâng, xin chào các bác.